10 mẹo bảo quản, vệ sinh trang phục tiện lợi, loại bỏ vết bẩn trên giày da lộn. Cũng như giày da, phụ kiện da lộn không nên đặt ướt. Nếu các món đồ chất liệu này bị bẩn, nàng hãy dùng nước tẩy trang có chứa tinh thể dầu để đánh bay chúng. Làm mới giày thể thao, chỉ cần dùng miếng bông chấm chút nước tẩy móng tay trà lên khu vực cần làm sạch, đôi giày của bạn sẽ sáng lên đáng kể. Cách treo áo co giãn. Để trang phục không bị rão và mất form, bạn gập đôi áo, đặt móc vào vị trí nách rồi vắt lên như hình. Tránh áo bị tuột khỏi móc. Cách này chỉ cần buộc chun vào hai đầu của móc như hình, chiếc áo sẽ không bị rơi xuống nữa. Ngăn mùi của quần áo bẩn khi đi chơi. Trong chuyến du lịch hẳn ai cũng có khá nhiều quần áo đã mặc, nhưng mà đợi về nhà mới giặt. Để chúng không bốc mùi khó chịu, bạn hãy đặt vào túi một miếng xà bông. Giữ form bốt cao cổ. Nếu không kiếm được thành xốp, khách hàng có thể cuộn tờ giấy cứng rồi đặt vào trong bốt để chúng không bị mất dáng. Loại bỏ mùi ở giày dép. Trước tiên bạn đặt vài gói trà túi lọc khô vào trong giày. Nếu chúng không hiệu quả, hãy nhờ cậy túi trà đã sử dụng. Để giày dép bớt trơn trượt, bôi vài đường keo silicone lên đế giày, tình trạng trơn trượt sẽ giảm đáng kể. Ngăn váy bị gió tốc lên. Chỉ cần đính vài đồng xu vào gấu váy, váy đẹp sẽ không còn lo lắng gặp sự cố vì những cơn gió vô duyên. Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh YouTube Em Đẹp TV.